Nếu các bạn có nhu cầu mua bẫy ếch, bẫy lương, bẫy gắn, giớn mini hoặc bất cứ dụng cụ săn bắt nào, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Rồi hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì hôm nay là lâu lắm rồi. Cho đến hôm nay mình mới quay lại cái cảnh mà mình đi đặt lớp ếch buổi chiều nha cả nhà. Mặt trời gần xuống núi rồi. Đó, đường này đường quê mình đó, lúc trước là đường quê mình đường đất đường sình, không bây giờ người ta làm lên đổ đổ nhựa cả nhà ơi. Láng giò im quá. Rồi mới nói nhựa mình đạp lên cái nhựa. Hôm nay mình đặt 20 cái nha cả nhà. Ở nhà mình còn mới mồi, chắc mình đặt thêm mới lập đa năng nữa quá. Nhờ anh em cứ hỏi mình để bao nhiêu mồi nha. Thì đây nè anh em, mình để có nhúm tí xíu à. Có 5-6 cục à, nhỏ xíu nè thấy không. Nhúm à, nhúm tay nhỏ xíu à. Thì mình không cần thiết để nhiều ở nhà, có mồi được rồi. Để nhiều quá nó cũng dở nữa nha cả nhà. Đó. Cảnh buổi chiều ở quê mình rất là đẹp luôn cả nhà. Mình đi ở trên Bình Dương năm trời, mình cũng nhớ cảnh này lắm nè, bởi vì mình mới về cả nhà. Thì giờ mình đặt ở đây vài cái đây, có cái mình dọn ra ngoài kia luôn nha, dọn cái đường đó đó. Rồi camera gần hết pin luôn rồi cả nhà ơi. Không biết tình hình là mình quay được không quay được thì mình tới đây tạm ngưng nha cả nhà. Quay cảnh xung quanh cho cả nhà xem thôi. Hôm nay mình đặt 20 cái. Rồi con xe huyền thoại của mình. Rồi mình xuống đây mình đặt một cái đầu tiên dưới đây luôn cả nhà. Rồi mình đặt cái trắng xác dưới cả nhà. Lập trắng xác dưới kìa. Rồi, là tạm ngưng tại đây là camera nó cũng hết pin nè, còn không cục pin luôn nè. Mình chắc mình lại đó mình đặt một cái đằng đó nữa. Xong lại đằng đó mình đặt một cái đằng đó nữa cả nhà. Là ở đây mình đặt 3 cái đi, rồi xong mình đặt dài ở ngoài đó nghe cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà sáng ngày mai nha, mình đi thăm nghe cả nhà. Rồi sáng sớm rồi cả nhà, giờ mình thăm mấy cái lợp ếch. Hôm nay mình hôm qua mình đi đặt chứ lộn. Đây ta chuẩn bị đi đổ thuốc ra đây nè, ta đang xịt thuốc. Nói chung là đổ thuốc xịt thuốc này là ếch nó chạy hết luôn nha, chạy yếu lắm, không chạy luôn đó. Nhưng khi không chạy đó, ta đang đi cầm ba mấy bình thuốc đó, đi đổ mấy cái ô này nè cả nhà. Rồi mình thăm cái đầu tiên này luôn, biết tình hình sao nước đây, nước thú quắc hả nha, nước thú quắc. Trời ơi, được con một nha, còn nhỏ xíu. Còn nhỏ xíu à. Nước quắc à. Lên đằng kia mình còn cái nữa. Này còn cái nữa. Con này nước nó không có thúi nè. Mong là nó ngon hơn. Ở đây cỡ này người ta đổ thuốc nhiều lắm cả nhà ơi, mình đặt quá gì. Nó chạy yếu là gì đó. Đây ta sợ mũi hành đó, mũi hành đó. Nó hại lúa ghê lắm. Bị nó là xong phim luôn đó. Rồi, cái này như nước đục nữa nha. Đó không đây. Rồi có luôn. Đó. 3 4 con nha cả nhà. 4 con cũng đã có lý. Thấy nước đục à dạ. Đằng kia nước thúi quá mà. Này nước không có thúi. Nha nha. Dở lên gì cho cả nhà xem. Thấy rõ hơn nè. Còn 2 con trọng. Ui quá. Rồi mình đi tiếp luôn, là chạy đằng kia mình thăm cái đằng kia. Đây 2 cái nào không chạy mà cái thằng này nước thúi quá, chạy con rồi. Rồi hôm qua mình tính đặt dòng mé ngoài này luôn rồi nha, dòng cái này tối ếch nó ra nhiều lắm. Đặt cái ngoài này đi. Cái này nước mà nước sâu quá,
động tĩnh như ta. Ồ, được con một. Cậu ngon vậy mà có con một. À. Chỗ ngon nhưng mà có con một cái nhà, con nhỏ đó chứ. Cù bóc. Chỗ này cù bóc quá. Đúng lẽ đặt trong máy ruộng á, mà máy ruộng á lúa nó dày quá. Đặt không được. Rồi, tiếp đằng kia một cái luôn cả nhà. Cái này tiếp theo không lẽ mình phải đặt trong máy ruộng gì nè, phải đặt cái mà này nghe nha. Cỡ này là không có đặt trong trong đây, ở nó ra đây hết, hồi thuốc quá. Cua hẹn cái này đó, hai con nghe nha, ba con chứ lộn, để mình rửa ngay cho nó nhặt kìa. Ba con chậm chậm không à. Ba con nghe nha, đây hai con nè, nấp trên đây con nữa, đó con bự nè, con bự nha, không bự mấy trọng trọng à, ba thằng, rồi đi tiếp, tiếp tục cuộc hành trình. Tục cái này cả nhà ơi. Cui hàng à. Cui hàng. Rồi có luôn cả nhà. Nè. 4 5 con nè. Nấp đây tối hù không thấy. Đó. Thấy không? Ít cũng nhỏ ta, không có ít bự ta. Ít cũng nhỏ cả nhà, không có ít bự. 4 con. 5 con nè cả nhà. Năm con. Đó. Năm em. À, đi tiếp. Mình có đặt đâu đây cái nè mà mình quên nè. Quên chỗ rồi. Như đây không tài à, nè. Này hẩm quá không biết tình hình sao nha cả nhà. Cái nhà đặt đựng lựa lên nơi mà hẩm quá. Ồ, có chạy luôn cả nhà. Chạy là vui rồi. Rồi, hai con luôn cả nhà. Đó. Hai con nha nha. Hai em có chạy là vui rồi nha. Cái này người ta đổ thuốc nhiều quá. Chứ chỗ nào học đổ thuốc hay khó. Dùng mình bị muỗi hành nhiều quá, ta đổ nhiều lắm cả nhà. Không tránh khỏi. Có cái trên đó hôm qua mình đặt, mình lỡ mình đặt nè. Thuốc nó hồi ginh luôn. Rồi, cái này tiếp tục luôn. Này đặt thấy không ngon. Bọt vô đựng con một cái nha. Con một. Đây. Còn một trọng trọng nữa nha. Đó. Hello anh yêu. Một em. Tiếp tục. Chạy con tay xem mém té cả nhà. Cái này nè, thuốc hồi gần luôn cả nhà. Chắc chắc quất cái này à. Ô, cũng chạy đựng con nữa cả nhà. Cũng chạy đựng con nữa.
Đó. Hôm qua mình đặt xong thuốc nó hôi gình luôn. Rồi, mấy cái anh kia bơm nước không biết tình hình sao đây. Mình đặt đường nước đó cả nhà. Bơm nước một cái là sắp mặt luôn. Lúa dày quá, đặt dở lắm cả nhà. Tình hình cái này sao đây. Ô, có chạy luôn cả nhà. Hai con nè cả nhà. Hai con, một con trọng trọng nè. Đó. Đó, một con trọng trọng nha. Nói chung hai con trọng không mà, có một con bự. Bự bự. Tiếp tục luôn. Rồi, tục cái này luôn. Chú mới dặm mà bị chuột nó quất nè, lủng lỗ. Khui hèn mày. Rồi có luôn cái nè. Hai con cái này hai con không được bự luôn, nhỏ. Hai con nhỏ nha, không được bự. Rồi tiếp tục. Tục cái này thôi. Đấy, có sình không biết tình hình sao đây. Có luôn cả nhà ơi, hai con nè. Dở lên cho cả nhà coi. Đó. Hai con trọng trọng với nhau không cả nhà. Đó. Hôm qua mình me cái hang ếch đây nè. Nhà thấy hang ếch không? Đó. Me hang ếch đó. Là mình dứt cái đó. Tiếp tục. Cái nào cũng chạy hết nè. Chạy nó hơi yếu thôi. Đổ thuốc nhiều quá chạy hơi yếu thôi chứ. Cái này có động luôn đó nha. Rồi cái anh kia bơm nước xong phim luôn rồi. Đó. Vô hai con ếch khủng luôn cả nhà ơi. Hai con ếch cành lá luôn nè. Ôi ôi. Chà bá luôn cả nhà ơi. Bỏ leo lên đây hết rồi. Nó ăn hết trơn màu luôn, còn có hai cục. Kìa, bụng no quá nóc luôn. Quá đã luôn. Hai ếch khủng nha cả nhà. Phải vậy chứ. Chị nó mới đã cả nhà ơi. Em té cả nhà, như dưới đây mình có con cái nè. Mình nhớ mình đặt dưới đây con cái. Phải không ta? Nhưng không phải. Nhớ mình bậy mình bạ. Ủa mình nhớ mình đặt con cái ở đây mà sao? Rồi. Nãy mình nhớ lộn đằng kia cả nhà. Đặt này mình nhớ lộn đằng kia. Hàng cái này à. Rồi
ba con ở nhà có ếch bự nữa nè. Đó, ếch bự luôn nha cả nhà, trọng trọng không à, ngon lành. Đó, ăn no mà đi không nổi luôn cả nhà, ba con. Ok, ngon lành rồi đó. Hình như mình nhớ lộn, mình đặt đằng này mà mình đằng kia, mình nhớ đằng kia cái nha. Như mình đặt này nè. Bên hàng cái này. Ô, chạy luôn cả nhà ơi. Bự luôn mới đau chứ. Đau khổ chứ. Ba con luôn cả nhà. Ba con, một con ếch bự nè. Đó, ba con, một con ếch bự luôn. Quá à, đã đặt chỗ cùi cùi ở ngoài này, đặt chỗ cùi cùi vậy mà chạy trong kia đặt chỗ ngon ngon mà không chạy. Đẹp rồi, tiếp tục cả nhà ơi. Ở đây một cái ô cùi cùi này mà mình tự tin ta, thịt có ếch nó vô khúc nữa nè cái nhà. Ui nó thui à. Đó, ít cành cành không cả nhà ơi, khúc luôn nè. Đó, ít bành bành không à, mấy con đây, 2, 4, 5, 6 con nha, 6 con mà con bự bự không à, nắng lên nè. Mấy cái ở đây cùi cùi vậy mà chạy mạnh mạnh cả nhà ơi. Rồi xong phim luôn, ngập luôn. Lợp này mà ngập kiểu này thua. Hình như có cả nhà, thấy động nước nè. Định con hai con hay gì cũng mừng ha. Có luôn. Ôi trời. Một con, hai con hay ai? Thôi. Hai con. Để hi hi hi. Hai con nghe nha. Cũng đỡ khổ. Tưởng đâu ngập hết trơn luôn. Xong phim rồi đó. Hai em trọng trọng không cả nhà. Đó, trọng không. Tiếp tục cái này. Có cái nhà ơi, có 3-4 con luôn, có con ếch mẹ nè, khủng nè. Đó, một con ếch mẹ nha cả nhà. Còn 4-3 con ếch còn lại nó hơi nhỏ một tí. Ở đây bự nè. Đó. À, mình còn một cái cuối cùng thôi. Rồi, cái cuối cùng đây cả nhà. Của hàng. Rồi có cái nhà mà ít nhỏ vậy. Hai con mà ít nhỏ rồi cả nhà ơi. Hai con không phải ít nhỏ mà nó ít. Chưa có bự. Chỉ có bự mấy. Hai con còn nó, nói chung là nó đủ xài.
không nhỏ mấy, hai con nữa nha. Rồi, cũng ổn đi, 3, 4, 5 rồi, 20 cái của mình ha. Nay mình đổ ra coi, về nhà mình đổ ra coi được nhiêu nữa nha. Rồi sáng nay mình 20 cái lập ếch được nhiêu nữa nha, chạy cũng hơi yếu, không chạy bằng lúa mới xạ mới bơm nước nữa nha. Tính cân 2 ký 1 và thêm cái này nữa 2 ký 2 cái nha, 2 ký 2 2 ký 3 vậy chị hao chắc còn 2 ký 1 quá, 20 cái 2 ký nữa nha, cũng đỡ. Cái này đặt 10 cái là 1 ký, 20 cái 2 ký vậy đó. Dạy ếch nó nhỏ nhỏ với dính nó không có đều. Ủa hơi dính không, nó không có nhiều quá. Đó. Rồi 2 ký dưới sáng mình 1 ký ký 1. Ký 1 lợp ếch đa năng á. Hôm nay tầm 3 ký mấy. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha. Nếu cả nhà thấy hay ủng hộ thì cứ cách like và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip lần sau nha. Bye.